Dạ, yeah, mình là Đạt xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đặc Nguyễn Lời đầu tiên là chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay là ngày thứ bảy chúc các bạn có cái cuối tuần vui vẻ, thuận lợi, ấm áp bên gia đình và người thân Lại tiếp tục đi làm các bạn và đang ngồi trong xe chờ vào để bấm thẻ đi làm ở <laughs> mỹ khổ quá. đi cai là nó khổ việt kiều thất bại đi chơi nhõng nhõng sướng là trời ơi họ đi chơi quá trời còn mình phải đi làm việt kiều thất bại nói trời họ đi chơi không còn những người ở mỹ đây là phải làm cày sắp mặt lao động là vinh quang các bạn còn những cái tên nó gọi là vô công rỗi nghề những cái tên mà nó gọi là cho là tự do tài chính, Thì nhìn lại coi nó có cái gì. Ok. Mà nếu mà như vậy thì nó đâu có cái mà sản xuất sản phẩm một cái gì ra cho thế giới được hết á. Mình đi làm mình làm ra một cái sản phẩm đó cho đời các bạn. Và mình có tiền để mình xây sở. Còn dạy cho cái tư duy cứ tàn 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 á. Thì coi như là tiêu ha. Thì có những ở mức đất Mỹ này có những cái vượt kiều á mà rất là à, tầm thường cùi bắp không có chỗ đứng ở đất nước mỹ này tự ti mặc cảm coi mỹ lúc nào cũng nhất đó là nhiều dư luận viên thấy mỹ là nó sợ nếu như người mỹ họ rất là hiền các bạn người mỹ họ rất là tốt nếu họ không có tốt họ không cho mình vô đâu. đất nước của họ nè và họ cho mình vô thì để cho mình sống là một người thường chủ nhân chứ họ không cho mình là quốc tịch mỹ đâu nhưng có con người qua đây thì ăn chơi quá cờ bạc quá gái gú quá tối ngày chỉ có biết việt nam việt nam họ không có chăm chút cái gì ở đất nước này hết họ không có chỗ đứng gọi là việt kiều cùi bắp nhưng mà đi về việt nam á là hét ra lửa Wow, hét ra lửa trong vỏ hoặc kem các bạn Họ rất thích về Việt Nam Cái bài đó mình cũng chia, chia sẻ rồi Việt Kiều là bá đâm của cái xã hội ở đất nước Mỹ này Thích về Việt Nam Hôm nay mình có được một bài Việt Kiều tự cảm giác không có chỗ đứng ở Mỹ Về Việt Nam hét ra lửa Việt Kiều Mỹ già về nước cưới vợ trẻ Ở Việt Nam phụ nữ rẻ như bèo chỉ cần bỏ ra vài ngàn đô tha hồ chọn con các bạn đến nay hiện tại nó vẫn có xảy ra tại vì cái cuộc sống của mình á cái, cái nơi đó nó không có việc làm thì cái phụ nữ nó tìm đi ra người nước ngoài ra ngoài nhưng mà nhiều việc kiều về ham hố mình không biết nhào nhà vô cưới nó không khả năng bảo lãnh mình qua mỹ úc hoặc canada hoặc là ở những cái nước ở ngoài các bạn. Cho nên mình phải hiểu chứ không khôi là mình bám vào cái phao nhưng mà cái phao đó nó đang xì từ từ. Mình cùng nhau chia sẻ thử coi tại sao Việt Kiều thích về Việt Nam và U70 rồi, U70 ở Mỹ vẫn còn chơi trẻ ha. Đi về Việt Nam cưới vợ, hét ra lửa. Ở bên Mỹ này người ta không coi họ ra gì các bạn. Bạn biết những con người đó là những con người nếu mà U70 á, mà làm việc đúng đắn từ lúc trẻ đó, đến bây giờ họ ngồi trên đóng tiền. Nhưng mà những U70 này á, là họ ăn chơi từ lúc nhỏ, cờ bạc, football, mượn tiền đầu này, mượn tiền đầu kia. Tại đánh bài là nó vậy các bạn, cờ bạc là bác bằng, hở cái về Việt Nam, hở cái về Việt Nam. Tại vì đất nước Mỹ này không ai coi họ ra gì. Cho nên về Việt Nam kiếm được cái cái mát Việt Kiều Mình cùng nhau thử nghe cái bài này <laughs> Ở đây Ở đây là Mỹ đó. Người ta nhìn một ông già 70 như tôi Không có xe Không có nhà Chẳng khác nào như một người cơ hàng Hờ oh, khúc đầu là như thế Một người 70 như tôi Không có xe Không có nhà Chẳng khác nào một người cơ hàng Hỏi ông một ông già 70 này qua Mỹ lúc bao nhiêu tuổi rồi, đúng không? Anh qua Mỹ lúc bao nhiêu tuổi? Rồi người ta nhìn anh không như là một người cơ hàng, không có nhà, không có xe, cũng không phải. Tại vì cái hạnh kiểm, hành vi của anh, nó làm cho người ta đánh giá anh. Một người qua tới Mỹ mới qua 60, 70. Người ta vẫn được tôn trọng như thường. Nhưng mà những cái người này người ta mới coi như là một người cơ hàng đi mượn đầu này gạt đầu kia cái okay. nói xạo nói dốc và người ta biết rồi người ta chạy mặt các bạn chứ không phải là một người lớn tuổi qua đây rồi những cái người xung quanh việt kiều người ta nói ê anh giống như ăn xin cơ hèn <laughs> không phải <laughs> tại vì cái hạnh kiểm hành vi của anh nối lên anh <laughs> đó là lý do mà ông hai lý cứ chắc mót số lương hưu oh, có số lương hưu là ít nhất là 10 năm à, là ở Mỹ 10 năm mới có số lương hưu thì nói ít nhất là 10 năm các bạn <laughs> mà phải hơn nữa tại, tại những cái năm đầu tiên qua đâu có làm gì đâu thì mình cho là ít nhất là 10 năm ha 10 năm đó hành vi hạnh kiểm của anh như thế nào đầu đường xó chợ đánh bài đánh bạc xe không có đi xạo toét đi về Việt Nam Không trong 10 năm đó cho nên anh mới chắc mót số lương hưu. Ok, 10 năm lương hưu chỉ có 900 là đón cỡ đó khoảng đó chứ không có thể nào hơn được hết. <laughs> khi thấy vừa đủ là bay ngay về Việt Nam để được làm người hét tôi ra lửa. À, thì cái này nó đã quen rồi các bạn. Cứ đi về Việt Nam hoài rồi. Rồi. Trong khi mỗi lần về Việt Nam, tôi thấy mình như ông vua có thể hét ra lửa được. Vì con gái Việt Nam rẻ như bèo. Mình có tiền muốn làm gì mà chẳng được. Ừ đúng rồi. Đi về Việt Nam chỉ vô những cái quán karaoke ôm, bia ôm, massage ôm. Thì mới hét ra lửa tiền nè, à, dục ra. Bo cho em trăm đô, năm chục đô. Thì nó nghe vì tiền. Chứ còn thật chịu ra ngoài đời của Việt Nam cũng chưa chắc. Cho nên lý do đó là mấy ông như thế này nè khoái về Việt Nam lắm chứng tỏ tại ở bên đây không ai coi mình ra gì mà cũng bên đây cũng chẳng biết đi chơi ở đâu cho nên gom gom được miếng về Việt Nam và vào trong những cái quán đó đó những con người này u 70 đạo đức không có ở bên Mỹ hành vi Hành kiểm không có đạo đức không có về Việt Nam làm gì nó có <cười> <cười> Lý do của ông Hai Lý chỉ là một trong những lý do mà nhiều người đàn ông lớn tuổi như ông Nghĩa Nguyễn, ông Nguyên Phạm. Này là mấy cái tên bất đại thôi. À, đưa ra giải thích cho câu hỏi tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bộ. Uh, đúng ngay cái tiêu đề luôn. Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam hoặc tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bộ. Ở bên Mỹ làm gì được? <laughs> Ai thèm? có tiền chưa chắc người ta thèm nữa rồi tìm đâu được ở mỹ mấy u 70 tìm ra được đâu mấy cô 30 mươi ham lắm nhưng về việt nam thì có đi tìm ngoài đời cũng có nữa mà nhiều nhất là trong mấy quán người ta yêu mình vì yêu cái đô la của mình chứ người ta yêu mình đâu cái thân 70 tuổi rồi đi tìm một em 30, 20 mươi rồi các bạn không có đạo đức nè từ cảm giác không có chỗ đứng ở Mỹ, thấy mình không có chỗ đứng ở Mỹ là cảm giác của ông Nghĩa Nguyễn, người sắp mừng thọ 75 tuổi và ở thành phố Orange, <laughs> Orange County, California ha. Ờ ok, 75 tuổi rồi, trời còn đi Việt Nam nữa, cặp bò Không xuất thân từ một tướng tá lên xe xuống ngựa, có người săn đón nữa ông kia không ông xuất thân từ một tướng tá lên xe xuống ngựa có người săn đón như hình ảnh người chồng người cha trụ cột một nhà một viên chức hành chánh của trước năm 75 đã khiến ông nghĩa trở nên có uy quyền đối với vợ con một lời nói là cả nhà ai cũng sợ I don't think so. <laughs> ok, cái đó là trước năm 75. lăm qua bên đây thành cái ông quét ra các bạn. Qua bên đây những cái quá khứ bỏ lại quá khứ. Vẫn còn ôm ôm tướng á cho nên về 75 tuổi này muốn về Việt Nam. Vợ nó bỏ cho, con nó bỏ cho. Hét ra lửa, hét ra lửa lúc mà còn đó thôi. Qua tới đây rồi mà còn ôm quá khứ. <laughs> Là một tà IT, một computer, một giáo viên. <laughs> Qua đấy cô bắp hết rồi. À ngon ra làm lại đi đi học ra làm rồi lúc đó vỗ ngực xứng danh mà bạn thấy những cái người ở bên đây người ta đã từng làm từng học những cái đó đâu ai vỗ ngực xứng danh gì đâu ở việt nam nó là hai ra như một kiểu gia đình nề nếp <laughs> gia giáo nên dù có lúc giận nhau bầm gan tím ruột vợ chồng ông cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài cho con cái hay người ngoài biết để làm mà có thể thể diện của gia đình Năm 95 ông Nghĩa về hưu Cũng là lúc vợ ông sang Mỹ Theo diện uh, con cái bảo lãnh Ủa tướng lãnh mà sao đi diện con cái bảo lãnh vậy Với ông cuộc sống ở Mỹ Thì khi đó giống như là địa ngục Bởi ông không biết lái xe đó Ở Việt Nam Ủa mà trước 75 uh, Sau 75 thì rồi đối chết bà mà Chạy xích lô chết bà luôn mà, mà cũng còn <laughs> cũng còn tao đây hả Ông không biết lái xe, không biết tiếng Anh. Xin đi làm thì không ai nhận. <laughs> cái này bậy nha, <laughs> cái này bậy nha. <laughs> đi làm bao nhiêu tuổi cũng nhận nha. <laughs> Những đứa con đi vượt biên ngày nào giờ đã hấp thụ văn hóa Mỹ, không còn râm rắp nghe lời ông như ngày xưa. Mấy đứa cháu nội, ngoại thì chỉ toàn nói tiếng Mỹ. Và dĩ nhiên, chúng không có muốn nghe lời ông thôi thì qua đây học văn hóa mỹ đi lấy cái văn hóa việt nam áp đặt qua tới bên đây thì chỉ có đi về việt nam đúng rồi và ông cũng vậy bà dường như không còn thối nín nhịn như ngày xưa đúng cái chỗ này qua đúng tại vì bà bên đây bà có cái quỳ và ông muốn đi đâu đi mà ông mà cương á thì chỉ có ông sống một mình còn bà lúc nào cũng có mấy đứa con thì bạn thấy đi toàn là ông nó về việt nam thôi chứ đâu có bà nó nó không có bà đếm cho đầu ngón tay ok toàn ông không à <laughs> bà sẵn sàng đốt chát lại với ông ngay khi có thể bà không bỏ là mai nha qua tới tháng trước tháng sau bà bỏ rồi đó ở việt nam người ta còn uh, sĩ diện ngốt ngạt, tu túng ông nghĩa chỉ muốn quay lại việt nam nhưng các con ông không cho vì tụi nó dù thì đời sống ở mỹ nó cũng tốt hơn vạn lần ở việt nam thế là việc trở về việt nam trở thành niềm khao khát đối với người đàn ông có tuổi đang sống ở thành phố orange khi dành dụm đủ tiền con cái cho ông nghĩa mua vé bay về sài gòn ngay lập tức về đó ồ có cái hình <laughs> chụp với cô gái trẻ về đó lúc đầu thì cũng đi tìm gặp những ông bạn già ngày trước để mà hàn huyên để nhậu nhẹt cho vui thôi ông nghĩa nói lý do là nước của mình ôi ơi, ở cao Orange county mà không có người hàng huyên hả theo ông dù từng nghĩ sống ở mỹ như địa ngục nhưng khi về nhìn lại những cái người bạn cùng lứa ngày trước Ông Nghĩa lại thấy mình ngon lành hơn <laughs> Này cũng đúng nè <laughs> Qua tới Mỹ rồi Ăn uống nó đầy đủ Nó có chất Đồ xịn Bác sĩ hàng 6 tháng Hàng năm Cho nên nó nó bảnh chài ra Được không Tương tự như vậy là trường hợp của ông Hai Lý Một cư dân ở Midway City Midway City ha Người cũng được Ồ, oh, 70 tuổi rồi. Theo lời ông Hai Lý, ông sang Mỹ từ năm 75. Việc cộng tấn công vô là tôi đi ngay. Sau thời gian đi làm assembly. <laughs> assembly là qua bên đây ngồi bóc, bóc gắn, bóc gắn, bóc gắn, bóc gắn, bóc gắn. Cái này chạy tới bóc gắn, bóc gắn. Rồi, ừ, qua bên đây à, làm assembly. À, assembly line đó. đó. Ở hãng hiện tại ông Hai đã về hưu ly dị lâu rồi đó chồng chúa vợ tôi đó cho nên bà cho lên đường <laughs> cho nên qua tới đây mà không thay đổi thì chỉ có lên đường thôi. mà qua đây thay đổi chưa kịp thay đổi bà cũng cho lên đường nói cho mà nghe như thế và mấy đứa con cũng đều có gia đình ở riêng ông hai không có nhà không có xe vì cho rằng già rồi đi xe bớt cho tiện ok Ông không nói lương hưu của ông là bao nhiêu, chỉ có mỗi tháng ông trả 300 tiền phòng và phải ra ngoài ăn uống một cách tiết kiệm vì chủ nhà không cho nấu ăn. Ok, cái đó cũng có các bạn, nhiều người cho xe phòng thôi chứ không cho nấu. Ở đây người ta nhìn cảnh của tôi chắc khác gì thằng cơ hàng. Ông hai tự đưa lời nhận xét. Nhưng khi về Việt Nam, tôi khác à. Ờ ừ, đúng rồi đúng rồi về việt nam là khác là việt kiều giống như dân chung ngày xưa diễn cái cái mà ăn quay phe xong việc về việt nam á là phải cầm cái vali có cái còng khóa vô đây nè mới lãnh trợ cấp <laughs> ok <laughs> đến anh việt kiều đều được chiều chuộng chăm sóc thì đúng rồi đi vô những cái quán đó massage bia đồ này kia thì người ta chăm sóc thôi móc tiền ra rồi qua đây thì trên răng dưới đôi dép mà chúng có gì hết á cù ba cù bắt vậy đó già <laughs> yeah, rồi vẫn muốn đi tìm những cái gì đó mà được người ta được tôn trọng nếu mình sống ở đây một người lớn tuổi là người ta tôn trọng còn mình muốn tôn trọng mà lên cái bậc này vua đó vô anh muốn gì em chiều em tới đây dạ yeah. à, nhổ râu cho anh nhổ râu bằng răng nha Ok, miễn sao có đô la là chơi Ở bên đây tìm được ai? Không có Tại vì mình muốn thôi Chứ còn lớn tuổi thì đâu có mấy cái thứ đó Nhưng mà có nhiều tên già là nó chở trứng vậy đó Chửi luôn <laughs> Chửi luôn nó vậy nè Đi về gãy gú nè Đó ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà, chẳng khác nào là một thằng cơ hàng. Trong khi mỗi lần về Việt Nam, tôi thấy mình như ông vua. Có thể hét ra đỡ được vì con gái Việt Nam rẻ như bèo. Mình có tiền làm gì mà chẳng được. <laughs> Tội con gái Việt Nam quá. Đó là lý do mà ông Hai Lý cứ chắc mót lương từng đồng từng cắt. Không dám ăn để có đi bài về Việt Nam để thành người được hét ra lửa. Người đàn ông đậm người. Người đàn ông đậm người da đen. Ờ, à, tóc được nhuộm đen không thể nhìn ra một sợi trắng nói rất tự nhiên ok về việt nam tôi ít khi ở sài gòn ở đó cái gì cũng mắc mỏ tôi còn bạn bè ở vĩnh long mỗi lần tôi về là họ dẫn tôi đi chỗ này chỗ nọ chỗ này chỗ nọ của ông hai là những quán cà phê những tiệm massage xa những cũng sạch sẽ tươm tót nó chỉ có vậy thôi à, đó, chú bác đi phát xa hơn à, đi đi mày trả tiền à, ừ. <laughs> nhưng cái giá nó cũng không có đắt Ù, việt kiều phải về quê đi massage uống bê ôm nữa rẻ hơn ở ở sài gòn đúng rồi <cười> <cười> ông hai nói không cần che giấu mình bỏ ra ba bốn trăm ngàn chưa đến hai chục đô mà có một người gọi đầu người ngồi cắt móng tay móng chân, người má xa mặt thì còn muốn gì nữa? Đàn ông mà thì cũng đúng. Nhưng mà đàn ông trẻ chứ đàn ông bảy chục rồi mình đâu về mấy cái thứ đó. Nên ở bên Mỹ kiếm không ra. Đó. Rồi. Ông hai cũng nhắc đến những nơi ông thích lui tới như cà phê vườn, cà phê võng. Ồ, cà phê võng phê nha, phê nha. Có em út ngồi cái bên nha. Nhưng khi được hỏi ở đó có gì khiến ông thích, ông chỉ cười không trả lời rồi bắt qua chuyện khác. Đó có em ngồi cùng cùng cái giọng không? Nhà là chứ đất lắc lư gì nữa không? Không nhận xét con gái Việt Nam rẻ như bèo như kiểu ông Lý, ông Hai Lý. Nhưng cảm giác được chiều chuộng, chăm sóc ngọt ngào cũng là điều ông Nghĩa Nguyễn tìm thấy những lần đi về Việt Nam sau đó toàn đi về Việt Nam mà chui vô mấy cái chỗ mà nhìn nhện không một người đàn ông như thế thì bạn thấy hành kiểm đạo đức nó như thế nào trước ừ. đầu đi về Việt Nam là đi tìm mấy chỗ đó chứ còn ra ngoài đời thật thì chưa chắc cô cô nào chịu ừ. tại vì trong đó đó là cái nghề của họ còn ở Mỹ thì càng không ông nghĩa kể mấy lần sau về Việt Nam nhiều bạn già bạn nhậu của ông thì người đã ra đi người bệnh bởi những triệu chứng tiểu đường cao máu cao huyết áp thôi tôi ông Mỹ vẫn còn bảnh bảnh toản đi về Việt Nam chơi tiếp <laughs> buồn thiếu người nói chuyện ông nghĩa đi cắt tóc thanh nữ cho quên sầu <laughs> cắt tóc thanh nữ học được cách là cho tiền tiếp từ Mỹ Ông Nghĩa bo cho cô thợ cắt tóc Một ít tiền giáo nào vô mấy cái tiệm đó, đó là phải bo à, Vô massage, vô bia ôm Vô cắt tóc thanh nữ là phải bo Ok chứ không có cần phải là học cả bên Mỹ vậy đó Thế là cô thợ chỉ có hơn 20 tuổi Kêu tôi bằng anh ngọt sớt Ông Nghĩa kể lại mà gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét hồ hởi. <laughs> tôi nghe khoái quá bởi lâu lắm rồi người ta chỉ kêu tôi bằng chú bằng bác và tôi vợ tôi khi nói chuyện cũng kêu bằng ông giờ nghe có người kêu mình bằng anh thì nghe thấy nó trẻ ra ô oh, chúc mừng nha cứ vậy mà ông nghĩa mê trò đi cắt tóc gọi đầu massage rồi ông cũng chợt nhận ra là ông chưa từng bao giờ hưởng được sự dịu ngọt chiều chuộng như vậy từ vợ con họ chỉ từng sợ ông khi ông còn là một trụ cột của nhà thì bạn thấy đó khi mà người ta không có phục mình mình chỉ dùng cơ bắp thôi thì qua tới mỹ nó hoàn toàn lật ngửa okay. ờ <laughs> mình á là khư khư mình là cổ lỗ sĩ mà mình kêu vợ mình phục mình không có đâu ở bên việt nam thôi qua tới đây là biết mình không nhẹ nhàng với vợ mình mà mình kêu vợ mình con mình nhẹ nhàng với mình mình nói ra câu nào mình nạt vợ mình câu đó mình nói con với con mình mình nạt nào câu đó mình nói con gà là phải con gà còn con vịt cho dù nó là con vịt cho nên ở đây nó khác hoàn toàn và những người này họ không sửa đổi cái bản tánh của họ thì gian sơn dễ đổi bản tánh nan di cho nên họ phải chịu như thế này vợ con xa lánh đi về từ việt nam tìm cuộc vui thấy không giống như quang minh hồng đào diễn vậy nè ở mỹ nè à gì yeah. em ơi em ơi lấy uh, cái gì lấy giùm anh này cái gì anh muốn gì tự lấy đi à vậy đó về việt nam hỏi em ơi lấy cho anh ly nước à, Trà nóng nóng anh dạ có liền à, lấy cho anh cái khăn nóng nữa dạ có liền rồi nghe phai quá nhưng mà đó chỉ có là một chút thoáng qua ông cảm thấy hình như đã đến lúc ông cần phải lo cho bản thân ông À, nhiều hơn hừ đầu đầu bắt đầu, đầu rớt vào đó ha ông nghĩa bắt đầu có cái thú vui mỗi khi về việt nam là đi khám phá những cái tiệm cắt tóc gọi đầu mái lạnh và đi nhậu ngoài những cái quán chứ không nhậu với mấy ông bạn già như lần trước nữa ông lại vui hơn nữa là khi mấy cô nơi đó gọi ông bằng anh mà tính ông lại thường thương người nên cứ nghe cô nào ngồi thủ thủy chuyện gia cảnh khó khăn phải đi làm thế này thế nọ lọn bò ngày 50 đô đến 100 đô qua đây lụm từng đồng từng đồng đi coi bò năm một trăm đô 50 đô nó mới chịu cho trời không phải dễ đâu nha. <laughs> khi được hỏi ông không nghĩ là những câu đó ngọt ngào với ông chỉ có muốn tiền của ông thôi sao ông nghĩa tỉnh bơ trả lời sao lại không biết nhưng tôi cảm thấy happy trong những khoảng thời gian đó ok ok tự chọn chỉ muốn ăn bánh trả tiền hay thực sự muốn chuyện chấm năm ăn bánh trả tiền là điều ông nguyên phạm 60 tuổi chủ một cái business ở santa ana chọn chủ business mà phải đi về việt nam ăn bánh trả tiền ông nguyên là xác định rất rõ cuộc sống vợ chồng tôi ở đây không hạnh phúc nhưng cũng không ly dị vì không muốn quyết chuyện phân chia tài sản ở này cũng có đó các bạn. Ừ. Mỗi năm tôi về Việt Nam một đôi lần để chơi hưởng thụ. À, theo lời ông Nguyên kể, mỗi lần về Việt Nam qua lời giới thiệu của người quen, ông sẽ cặp kè với một cô trung bình sẽ trả cho một ngàn đô cho cuộc sống. Dạ <laughs> yeah, nhân ngải non vợ chồng trong vòng một tháng. Còn những khoản ăn ở thì chơi nơi nào, nơi khác thì ông là người trả tiền hết. Rồi wow. Việt Kiều đổ đốn dữ vậy ta. <laughs> Việt Kiều Mỹ đổ đốn dữ vậy. Người đàn ông này giải thích thêm. <laughs> Mỗi lần về Việt Nam trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Chị chỉ được chiều chuộng nâng niu không có chuyện cãi lộn. Ấu ó, ấu ó gì hết. Không bị căng thẳng đầu óc vì công việc. Cũng có lúc gặp mấy cô dễ thương khi qua đây rồi cũng có gọi điện thoại nói chuyện chơi nhưng khi thấy cô nào bắt đầu than má em bệnh ba em đau xe em mất là tôi bay bay có <laughs> luôn đó là mấy việc kiều mà thật về cưới đó th cũng thường vậy đó các bạn <laughs> cắt liên lạc liền ồ này già đầu có sạn mọc hai sừng không ông hai lý cũng xác định chuyện muốn hét ra lửa vung tay cho tiền những cô gái quê để có chăm sóc nâng niu chấm dứt khi rời khỏi Việt Nam. Bởi ông không muốn những cái ràng buộc qua đây thân tôi lo còn chưa xong nữa mà đèo bỏng gì. Bảo lãnh gì đó. <laughs> có in khom đâu mà bảo lãnh. Ai cô sai cho cho nên biết cái thân phận cỡ đó thôi. Riêng ông Nghĩa Nguyễn thì có hơi khác. Không chỉ cảm giác là người mình thật sự trẻ ra. Khi bước vô quán nào thì người ta cũng kêu tôi bằng anh mà ông còn muốn nếu có ai đó chịu đứng ra bảo trợ tài chánh, ông sẵn sàng lý dị vợ để cưới ngay một cô gái từ Việt Nam qua để suốt ngày nghe tiếng Anh cho thỏ lỗ tài. Ừ, đúng rồi. <laughs> Không có người nào ngu mà bảo trợ tài chánh. Rồi qua đây mà nó đi xin đủ thứ ra cái người kia chết bà luôn. Rồi qua đây á, nó ly dị. mình trên răng dưới bình xăng khô, à, bình xăng mà còn khô nữa rồi xong rồi á nó nó bắt cái người mà đứng cô sai á phải chịu trách nhiệm với cái cô đó chết bà luôn không dám nó nó kêu được anh anh anh, anh á được ba bốn cho năm đi cho hai năm đi ờ hai năm đi nó có thể sanh 10 năm xong rồi á là xong hàng liền ok ước mơ của ông nghĩa là vậy thôi <laughs> thì bạn thấy cuộc sống của những cái người qua tới đây cái này là gọi là cù ba cù bóc không lo làm lụng Rồi á Nếu mà Đã nói không có tiền Ở quay phê chữ cấp Là một bình thường Một người cha Một người chồng Đứng đắn Toàn nói là có gia đình không Anh thấy không Nhưng mà cuối cùng á Thì Đi về Việt Nam chơi Nó mới vui Tại vì ở đây Không ai tôn trọng mình Mình không tôn trọng mình Thì ai tôn trọng mình Hả à, Mình á, toàn là Chữ vợ mắng con Ở bên Mỹ có mà Nó cởi mở dữ lắm Đứa con nó không để thuộc mình vợ không lệ thuộc mình mình nhiều khi phải lệ thuộc vợ nữa à, phải biết nịnh đầm ok còn không biết là như thế bà vợ bà đi rù rì với mấy đứa con chứ còn mấy đứa con đâu có rù rì với mình mà mình không rù rì được với bà vợ nữa thì chỉ có về việt nam đó là lý do mấy ông khoái về việt nam để chứng tỏ ta đây ở bên đây thấy cụ ba cụ bắc như thế ok cái gia đình mình là quan trọng nhất nhưng mà con tôi nó không thích vậy con tôi nó thằng kia nhìn lại mình đi ok đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống bây giờ phải vô cài hẹn gặp lại bye bye